Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh mua bán trao đổi ký gửi nhà đất tại khu vực Hồ Chí Minh và khu vực Bình Dương, đặc biệt là khu vực quận Thủ Đức, quận 9, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại Nhà Bảo Hoàng đang có rất nhiều những sản phẩm nhà phố lô đất ở hai khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Bình Dương, và đặc biệt là khu vực quận Thủ Đức, với những căn nhà phố thiết kế đẹp, diện tích rộng và đặc biệt với những mức giá rất là ưu đãi dành cho tất cả quý vị khách hàng chúng ta trong những dịp cuối năm 2020. Vì vậy quý khách hàng chúng ta đang quan tâm cũng như là có nhu cầu sở hữu những căn nhà phố ở những khu vực mà Nhà đất Bảo Hoàng vừa chia sẻ, thì hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại đang hiện thị trên màn hình cũng như là truy cập trực tiếp vào website nhadatbaohoang.com để biết thêm những thông tin sản phẩm đến từ Cần. Và cùng trở lại với căn nhà phố trong buổi chiều ngày hôm nay, Nhà Bảo Hoàng muốn gửi tới cho tất cả mọi người đó là một căn nhà phố hiện hữu tại trục đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, và đây là thành phố mới, thành phố Thủ Đức, quý vị. Một căn nhà với diện tích chiều ngang là 6m và chiều dài là 24m, một căn nhà với diện tích rất khủng để chúng ta bố trí cho những công năng phù hợp cho căn nhà này, có thể làm showroom, làm nhà ở, văn phòng, vân vân. Với kiểu thiết kế đơn giản, nhà cấp 4 hiện đại, và qua màn hình quý vị chúng ta đang được xem qua đó là mặt tiền phía trước của căn nhà với hai bộ cửa chính, với hai bộ cửa phía trước mặt tiền, bộ cửa chính và bộ cửa phụ bên hông, với những thiết kế đi kèm cho một không gian rất là rộng rãi, thoải mái để chúng ta bố trí cho những công năng phù hợp mà Nhà Bảo Hoàng vừa chia sẻ, cũng như trục đường rất là rộng trong khu dân cư. Và tại vị trí này thì căn nhà chúng ta di chuyển ra trục đường Phạm Văn Đồng trong bán kính chỉ từ 100 đến 200 mét thưa quý vị, và về lại với chủ tịch Gigamon cũng trong bán kính 300 mét đổ lại, cũng như là các cái trung tâm quan trọng trong khu vực như là ngã tư cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi, về lại với phi trường Tân Sơn Nhất, bên xe miền Đông trong bán kính chỉ từ 3 km đổ lại, rất gần cho những tiện ích xung quanh những vị trí trung tâm của khu vực thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong để cùng tìm hiểu chi tiết về căn nhà. Và phía trước, và cùng trở lại với những thông tin vừa đó mà Nhà Bảo Hoàng vừa chia sẻ, đây là mặt tiền phía trước của căn nhà chúng ta. Và chúng ta sẽ di chuyển qua bộ cửa bên hông để vào không gian bên trong của căn nhà chúng ta. Và có lẽ Hoàng sẽ dành những khoảng không gian yên tĩnh này để quý khách chúng ta được tường tận và được xem những hình ảnh thực tế về căn nhà từ bên ngoài cũng như bên trong. Và chúng ta sẽ có 3 phòng thiết kế để ở và một sân sau của căn nhà để bố trí làm khu vực. Chúng ta có thể làm sân phơi đồ ở phía sau, hoặc tổ chức picnic và vui chơi giải trí phía sau sân vườn nhà mình, cũng như là khu vực trồng rau, trồng cây kiểng cho gia đình mình ở phía sau như thế này thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, đây là khu vực sân sau của nhà mình. Chúng ta sẽ có phòng ngủ số 3 tính từ ở phía sau. Với những căn nhà được thiết kế theo kiểu nhà cấp 4 hiện đại như thế này thì chúng ta có thể bố trí làm văn phòng công ty, vừa làm văn phòng công ty và có thể vừa làm nhà ở cho những căn phòng biệt lập như thế này thưa quý vị. Và đây là căn phòng thứ hai tương đồng như phòng số 3. Và sẽ có một phòng vệ sinh được tích hợp bên trong căn nhà, bên trong căn phòng này. Chúng ta sẽ cùng tham quan căn phòng cuối cùng thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, đây là không gian căn phòng cuối cùng và là phòng đầu tiên vị trí mặt tiền của nhà mình, với mức giá chỉ có 12.500.000 đồng dành cho căn nhà này. Đây là một mức giá rất mềm, rất ưu đãi tại một thời điểm vàng, thời điểm cuối năm, để chúng ta có thể sở hữu một căn nhà theo mong muốn, theo nhu cầu cũng như là theo tầm tài chính của gia đình mình tại một khu vực cực kỳ đặc địa thuộc phường Hiệp Bình Chánh, trục đường lớn của phường Hiệp Bình Chánh, đó là trục đường Phạm Văn Đồng, với những trung tâm quan trọng, trung tâm lớn như là siêu thị Gigamon. Trục đường Phạm Văn Đồng giao nhau với trục đường quốc lộ 13 cầu Bình Triệu và Bình Lợi thưa quý vị.
Vậy đây sẽ là một căn nhà mà quý nhân chúng ta nên ghé thăm cũng như là liên hệ với Nhật Bảo Hoàng để đến tham quan trực tiếp, gặp trực tiếp chủ nhà, thương lượng để chúng ta có thể sở hữu ngay căn nhà này vào một thời điểm vàng. Trước thêm năm mới thưa quý vị. Vâng, và một lần nữa thì Nhật Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người chúng ta trong những video tiếp theo. Xin chào.